Tiếp tục chuỗi những ngày ở Angola của ca sĩ Lê Bảo Bình đồng hành cùng team châu Phi, mới đây netizen lại được dịp cười nghiêng ngả trước pha đùa khiến Quang Linh Vlog xanh mặt từ tiểu phẩm cây nhà lá vườn được thực hiện bởi các thành viên. Oanh tạc Angola cùng với team châu Phi được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa của người dân ở đây. Lê Bảo Bình thời gian qua đã cập nhật xuyên suốt hành trình của mình trên mạng xã hội. Loạt khoảnh khắc hội ngộ YouTuber hàng đầu hiện nay là Quang Linh Vlog cùng các anh em như Nam Hoàng, Tiến Nguyễn, Nhóc Tỷ Lôi Con, Lindo đã khiến truyền thông những ngày qua đổ dồn về nam ca sĩ. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng phải tàn, mới đây trên kênh TikTok của Quang Linh, anh chia sẻ việc Lê Bảo Bình và Tiến Nguyễn sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp tục công việc. Dù sự chia xa nào cũng nhiều luyến tiếc, nhưng cách truyền tải của Quang Linh lại khiến người xem bật cười. Theo đó, nam YouTuber quê Nghệ An đã dựng lên một tiểu phẩm, tuy cây nhà lá vườn nhưng vô cùng hài hước. Kết hợp cho việc thông báo livestream sắp tới với muôn ngàn điều hot, Quang Linh diễn tiểu phẩm. Cụ thể, clip quay cảnh Lê Bảo Bình, Nam Hoàng, Tiến Nguyễn kéo vali thông báo về Việt Nam, Quang Linh hớt hải chạy theo mong mọi người ở lại live chung trong phiên kế tiếp. Lê Bảo Bình lấy lý do nhà bao việc, Tiến Nguyễn lại mong Quang Linh thông cảm vì ở Việt Nam còn đàn con thơ. Hết phương cứu chữa, Quang Linh đành năn nỉ Nam Hoàng ở lại. Trước tình thế khó xử, Nam Hoàng chỉ im lặng, lúc đầu định về cùng, nhưng sau lại vì Quang Linh chạy theo để về nhà. Chi tiết khiến dân tình bật cười nhất chính là hình ảnh Nam Hoàng vô tư về lại nhà nằm ngủ trong khi Quang Linh nghĩ anh đã kéo vali ra sân bay cùng hai người còn lại. Giữa lúc Quang Linh đang hậm hực trách móc những người anh em thì anh lại tái mặt khi thấy bóng người nằm trong phòng. Dụi mắt vài lần không thể tin là thật, Quang Linh bật đèn lên thì trong phòng lại không còn. Lắm chiêu nhiều trò như team châu Phi, dựng tình huống nhát ma khiến người xem cười như được mùa. Sau cùng, Nam Hoàng bật dậy và giới thiệu về phiên live sắp tới của Quang Linh. Theo đó, clip vừa thông báo chuyện Lê Bảo Bình và Tiến Nguyễn sẽ về lại Việt Nam, đồng thời cũng giúp Quang Linh kêu gọi được người xem chuẩn bị chốt đơn cho livestream sắp tới. Sự sáng tạo của team được nhiều fan ngưỡng mộ, đánh giá cao dù toàn bộ địa điểm, tình huống nhân vật đều là cây nhà lá vườn. Không chỉ xuất hiện trên các vlog của Quang Linh mà Lê Bảo Bình còn kết hợp và trợ live với nam YouTuber. Dù không phải là người thường xuyên livestream bán hàng, nhưng khi đứng trước màn hình, Lê Bảo Bình không hề ngần ngại, anh thu hút người xem bằng những lần pha trò, tương tác cực hài với Quang Linh. Chính bởi sự duyên dáng, thân thiết giữa hai bên nên việc Lê Bảo Bình về nước khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, Lê Bảo Bình còn có một sân khấu ngoài trời siêu đặc biệt biểu diễn cho bà con ở Angola, đáng nói là anh còn tự hào mặc áo cờ đỏ sao vàng để trình diễn. Âm nhạc là thứ không có khoảng cách. Hình ảnh đẹp này được lan tỏa khiến netizen càng thêm yêu mến Lê Bảo Bình hơn. Quang Linh cũng đã có màn song ca gây sốt với Lê Bảo Bình khi test thử chiếc loa di động đến từ thương hiệu riêng của nam ca sĩ 90. Ca khúc được chọn là Đơn giản anh yêu em, Quang Linh là người hát trước rồi đến Lê Bảo Bình. Phải công nhận một điều là cả hai không hề kém cạnh. Chưa dừng lại ở đó, Lê Bảo Bình còn cao hứng tiếp tục bóc chuyện sang Angola cùng team châu Phi, nhưng suốt ngày toàn bắt đi cày. Anh nói trên live trong lúc bán khô bò, mọi người xử lý giúp mình nốt cái này cho nhanh nhanh để em đi về. Nói chung được cái từ hôm sang châu Phi đến giờ toàn đi cày suốt, sang đây như xuất khẩu lao động. Các anh em bên ngoài cũng chỉ biết ôm bụng cười no, thừa nhận sang Angola đúng khổ cực.